Đi đâu vậy mặt kỳ vậy? Mới quán cà phê gì chứ đâu, ngồi nói chuyện với mấy bạn, nghe nó nói chuyện thấy ghét bỏ về trước. Nói gì mà thấy ghét? Nó nói anh sợ vợ. Mặt anh vậy sợ vợ hả? Anh thấy nhìn mặt anh vậy thấy vợ xém giống sợ vợ không? Ừ, mặt gì mà sợ vợ chị? Đó, nó nói gì đó. Trời ơi, nó nói gì nó nói. Miễn mình không có là thôi. Ăn nó không nói chuyện tào lao mà. Hồi vô rửa chén giặt đồ giùm em nghe, giữ con luôn nha. Ừ, em vô trước đi. Để chén rửa cho. Con để giữ nó xíu thì xíu nhờ người giữ. Ừ. Trời ơi. Trời. Hôm qua bà hàng xóm á, bà hai con mình tròn 1 tuổi. Rồi bà có đứa cháu gái 2 tuổi. Bà tính lớn lên bà làm mai cháu quá cho con mình. Cái gì? Em nói bà có bị khùng không vậy? Tự nhiên làm mai cho con trai mình. Em nghĩ coi giờ con mình nó mới 1 tuổi à, nhỏ cháu bà 2 tuổi. Em giả ví dụ nhưng mà 10 năm nữa coi con của mình 10 tuổi nè. Còn nhỏ cháu bà 20 tuổi trên là tuổi vậy còn sao cứ trời không được đâu. Anh tào lao, bà tính gì kỳ á, học lớp mấy vậy bà tính gì kỳ vậy? Chứ tính sao nữa chị? Trời ơi, bây giờ con mình 1 tuổi phải không? Cháu bà 2 tuổi. Thì sang năm con mình 2 tuổi thì bằng tuổi cháu gái ba rồi. Tào lao, anh tính tào lao vậy trời, nghĩ sao tào lao tính đúng rồi nói tào lao tào tính học ăn học cái gì trời. Anh nhìn nhỏ này đẹp nè, mà bằng đồ cũng đẹp nữa. Trời ơi, anh có thấy nó đẹp gì đâu mà em nói gì vậy em? Ôi thấy mắt không mỹ gì người ta nhìn là không đẹp. Thì đúng rồi, thì bởi vậy anh mới hay thường khen em đẹp đó. Rồi rồi. Nói gì đâu. Nói gì vậy, nói lại coi. Ăn miếng thôi. Cho miếng đi rồi, mới mốt nấu gì cũng nghe. Thiệt nha. Thiệt 100%. Chắc nha. Chắc. Nè. Ok. Rồi cứ lại. Ê, ăn gì kỳ vậy? Chưa ăn hả? Anh nói gì cũng phải nghe mà. Nói coi đi. Thôi em coi nè. Nếu mà giữa cái iPhone 13 Pro Max này với cái Samsung Galaxy S22 gì nè, em chọn cái nào? Em thì em thích cái 13 Pro Max hơn. Anh tính mua cho em hả? Đâu có. Anh thấy trên đây nó đẹp quá, anh hỏi hai cái này đẹp quá, anh hỏi em coi cái nào đẹp hơn à. Tiền đâu mua chạy. Vậy cũng tưởng nó mua cho tao, vậy cũng hỏi nè. Tao thấy mày lúc này xà mày vô duyên lắm luôn nha. Vô duyên gì duyên trời, tao thấy đẹp tao hỏi thử chứ ai nói mua gì đâu trời. Ngộ ghê. Bữa nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì không? Bữa nay em hẹn anh ra đây là để trả anh chiếc nhẫn này nè. Sao tự nhiên trả nhẫn cho anh? Em có người khác rồi. Thôi em về đây. Khoan, anh muốn hỏi em một câu. Hỏi câu gì? Thằng đó là nào? Bây giờ anh có làm gì người ta đi nữa cũng không có thay đổi được gì hết. Anh đâu có làm gì đó đâu. Anh kiếm nó đừng bán nó lại chiếc nhẫn. Anh đó. Ừ, trời. Mới mốt đừng mua đồ ăn táo cho em ăn nữa nha. Ăn giết bụng mọt gì nè. Thấy chưa? Anh có thấy mặt gì đâu mà không nói gì vậy trời. Nhìn mặt à biết xạo rồi. Có thì nói có, không thì nói không. Ừ thì cũng có mặt gan chút. Trời ơi. Quay xong rồi. Bữa nay chê đó ha. Sau đó cứ em sống chê. Giờ chê. Thì em kêu có nó có, không nó không thì nó có, nó thiệt còn đầu gì nữa. Ủa ngoan dữ ha, bữa nay ngoan dữ vậy. Kêu gì làm nấy hả? Ờ nghỉ luôn đi, dẹp đi. Ủa em, Tết này xong là em được nhiêu tuổi em? Hỏi làm gì? Thì em với anh cách nhau 3 tuổi thì anh tính tuổi anh thì biết tuổi em chứ gì. Làm như anh hứng thú với cái tuổi em lắm. Chẳng qua là anh quên cái tuổi của anh nên mới hỏi em thôi. Anh, người trong phim này nè, tỏ tình nhỏ này nè, thấy lãng mạn lắm. Anh thấy chưa? Thấy. Ai đâu với anh, chưa bao giờ nói câu lãng mạn nha. Anh với cái người trong phim này khác nhau một trời một vực, em thấy như vậy trời. Ủa, nó cười quá à.
Tao đàn ông anh đàn bà hả? Đàn bà gì đàn bà? Người trong phim này nè là được đoàn phim trả tiền cho ổng, ổng làm thì mới làm như vậy. Còn anh có ai trả tiền cho anh đâu mà anh làm. Còn anh có ai trả tiền cho anh đâu mà anh làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.